Chào các bạn ạ. Các bạn có nghe rõ được tôi nói không ạ? Dạ chào cô ạ. Dạ nghe rõ ạ. Dạ vâng ạ. Thì lớp mình là tổng cả có bao nhiêu người nhỉ các anh chị nhỉ? Dạ lớp chúng em có 16 bạn ạ. 16. Bây giờ nhưng cũng vẫn chưa có đủ đúng không ạ? Dạ Thế em thấy thì mấy bạn chưa vô đủ rồi. vâng, thế thì chắc là chúng ta sẽ đợi khoảng độ 5 phút nữa nhé. Đủ đủ thì tôi sẽ bắt đầu buổi giảng luôn ạ. Trước khi vào bài giảng thì tôi sẽ xin tự giới thiệu một chút. Tôi là bác sĩ Vân, hiện đang công tác tại Bộ Môn Nhi và tôi đang làm việc tại Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương ạ. Thì lẽ ra buổi giảng ngày hôm nay sẽ là lịch giảng của tiến sĩ Quỳnh Nga. Tuy nhiên tiến sĩ Quỳnh Nga bận cho nên là tôi sẽ giảng cái bài giảng của tôi trước. Là theo cái phân công trong lịch giảng thì tôi sẽ giảng cái bài là nuôi dưỡng tĩnh mạch của trẻ sơ sinh và cái bài trẻ sơ sinh thấp ạ. Thì tôi sẽ giảng cái bài nuôi dưỡng tĩnh mạch trẻ sơ sinh trước, bởi vì là cái bài đấy thì nó sẽ cái phần mà bài chăm sóc trẻ sơ sinh cân nặng thấp đấy thì nó cũng sẽ có một phần khá là quan trọng là nuôi dưỡng của trẻ sơ sinh. Sau đó thì tôi sẽ giảng cái bài nuôi dưỡng tĩnh mạch trước ạ.
Các bạn có nhìn được slide bài giảng không ạ? Có Dạ được ạ. vâng. Thế thì em với cái bài nuôi dưỡng trẻ sinh non nhạy cân này thì cái phần mục tiêu quan trọng nhất của cái bài nuôi dưỡng của trẻ sinh non, cái bài nuôi dưỡng tĩnh mạch ấy, thì nuôi dưỡng trẻ sinh non nhạy cân thì nó sẽ có hai phần, đó là nuôi dưỡng tĩnh mạch và nuôi dưỡng đường miệng. Thì trong cái bài nuôi dưỡng trẻ sinh non nhạy cân này thì tôi sẽ trình bày các cái nguyên lý về trẻ sinh non nhạy cân trước đã, sau đó thì chúng ta sẽ có là nuôi dưỡng tĩnh mạch và sẽ có một bài riêng, bởi vì trong cái phần nuôi dưỡng cho trẻ sinh non thì chúng ta sẽ có hai phần, đó là nuôi dưỡng tĩnh mạch và nuôi dưỡng bằng đường miệng đó. Vậy thì trước khi muốn nuôi dưỡng được một cái trẻ nuôi dưỡng tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh ấy, thì chúng ta sẽ phải mà chủ yếu là những trẻ mà cần phải nuôi dưỡng tĩnh mạch, đó là trẻ sinh non nhạy cân hoặc là những trẻ sơ sinh đủ tháng mà có tình trạng bệnh nặng. Vậy thì muốn nuôi dưỡng một trẻ sinh non nhạy cân thì chúng ta sẽ phải biết được là cái phân loại trẻ sinh non nhạy cân là như thế nào. Thì chúng ta sẽ có phân loại trẻ sinh non nhạy cân theo tuổi thai và phân loại trẻ sinh non nhạy cân theo cân nặng. Thế thì đầu tiên là cái phân loại theo tuổi thai, đó là chúng ta sẽ có là dưới 28 tuần đó là trẻ cực non. Còn từ 28 đến dưới 32 tuần là trẻ rất non. Từ 32 đến 34 tuần là non vừa, và từ 34 đến dưới 37 tuần đó là trẻ hơi non. Thì tại sao chúng ta sẽ phải hiểu được cái phân loại theo tuổi thai này? Bởi vì phân loại theo tuổi thai nó sẽ tương xứng với cái mức độ phát triển của các cơ quan bộ phận ở trong cơ thể của em bé, của trẻ sinh non ạ. Còn một phân loại nữa đó là cái phân loại trẻ sinh non phân loại trẻ sinh non theo cái cân nặng lúc sinh, thì nó có dưới 1.000 gram đó là trẻ cực nhẹ cân, và từ 1.000 đến 1.500 gram là trẻ rất nhẹ cân, từ 1.000 đến 1.500 à, dưới 2.500 gram thì đây là trẻ nhẹ cân. Tại sao chúng ta cũng cần phải chú ý đến cái trẻ cái phân loại theo cân nặng? Bởi vì có những em bé thì tuổi thai thì nó là đủ tháng nhưng mà em bé lại bị nhẹ cân hơn so với tuổi thai, do đó thì khi mà chúng ta nuôi dưỡng cho trẻ, kể cả nuôi dưỡng hay là dùng dùng thuốc cho trẻ, thì chúng ta đều phải tính liều lượng, và liều lượng dùng thuốc hay liều lượng dịch truyền đều phải theo cân nặng của trẻ khi sinh. Do đó thì chúng ta cũng sẽ cần biết là phân loại theo cân nặng của trẻ nó là ở cái nhóm nào, để chúng ta biết là với những nhóm trẻ đấy thì nó sẽ có những cái vấn đề bệnh lý gì thường gặp ở những nhóm trẻ mà có cái cân nặng sơ sinh thấp. Vì vậy mà chiến lược nuôi dưỡng cho một trẻ sơ sinh nó sẽ phải đảm bảo mục tiêu, đó là trẻ phải được giảm cái sụt cân sau sinh. Bởi vì những cái trẻ sơ sinh, kể cả trẻ đủ tháng hay là trẻ đẻ non thì đều, đợi tôi một chút ạ. Bởi vì là với những trẻ sơ sinh, kể cả trẻ đủ tháng hay là trẻ đẻ non, thì em bé đều có những cái giai đoạn đó là nó sẽ bị sụt cân sau sinh, đúng không ạ? Những cái trẻ càng non tháng bao nhiêu thì cái giai đoạn sụt sụt cân sau sinh đấy nó sẽ càng kéo dài. Còn những trẻ đủ tháng thì cái giai đoạn sụt cân sau sinh của nó sẽ ngắn hơn, thông thường là trong khoảng độ 7 đến 10 ngày đầu. Do đó thì với cái chiến lược nuôi dưỡng của chúng ta, đó là chúng ta sẽ phải làm thế nào để rút ngắn cái thời gian mà em bé nó bị cái sụt cân sau sinh, và nó giảm cái tối đa cái lượng cân mà em bé nó bị sụt sau khi sinh. Và sau khi mình giảm được cái cân nặng, giảm cái sụt cân sau sinh rồi, thì chúng ta sẽ giúp với cái chiến lược nuôi dưỡng tốt thì chúng ta sẽ lấy lại được cân nặng lúc sinh sớm. Và sau khi chúng ta lấy lại được cân nặng lúc sinh rồi thì chúng ta sẽ giúp em bé được có cái tăng trưởng bắt kịp phù hợp với cái tuổi của em bé. Và cái chiến lược dinh dưỡng này thì nó sẽ chia ra làm hai giai đoạn, đó là giai đoạn mà khi trẻ trong bệnh viện và sau khi trẻ đã xuất viện rồi. Khi mà chúng ta nuôi dưỡng cho em bé thì chúng ta sẽ có một cái biểu đồ để muốn đánh giá được cái nuôi dưỡng của chúng ta có tốt hay không, thì chúng ta sẽ phải có một cái mốc, có một cái chuẩn để theo dõi sự phát triển của trẻ, đúng không ạ? Và với trẻ sơ sinh thì chúng ta sẽ thường sử dụng cái biểu đồ Phantom để chúng ta
Sử dụng cái biểu đồ Phantom để chúng ta theo dõi cái sự phát triển về thể chất của trẻ. Thì với cái sự phát cái biểu đồ Phantom này thì người ta sẽ đánh giá các cái chỉ số nhân chắc của trẻ, đó là cân nặng, vòng đầu và chiều dài của trẻ. Và cái biểu đồ Phantom này thì được sử dụng cho trẻ từ 22 tuần cho đến 50 tu 50 tuần sau trẻ từ 22 tuần cho đến 50 tuần thai. Vậy thì cứ mỗi trên mỗi cái biểu đồ này chúng ta sẽ có, đó là nếu như trẻ mà dưới có cân nặng dưới 10 bách phân vị. Có cân nặng dưới 10 bách phân vị thì đấy được gọi là trẻ nhẹ cân so với cái tuổi thai. Còn nếu như trẻ mà trên 90 có cân nặng là trên 90 bách phân vị so với cái cân nặng của tuổi thai của tuần thai đó thì được gọi là trẻ có nặng cân hơn sau tuổi thai. Do đó thì cả ngoài cái việc mà phân loại của chúng ta đó là trẻ cực nhẹ cân với cả hơi hơi nhẹ cân ấy, thì chúng ta còn có cái phân loại nữa, đó là phân loại là trẻ bị phân loại là trẻ nhẹ cân sau tuổi thai và trẻ nặng cân hơn sau tuổi thai. Thì phải chú ý thêm cái phân loại này nữa, bởi vì những cái trẻ nặng cân sau tuổi thai và những trẻ mà có nhẹ cân sau tuổi thai thì những em bé đấy đều có thể có những cái vấn đề gặp phải những vấn đề bệnh lý trong cái quá trình mà chúng ta nuôi dưỡng cho em bé. Cái phần tiếp theo đó là cái slide này các anh chị nhìn được không ạ? Dạ nhìn được rồi. Dạ vâng. Thế thì với cái với khi mà chúng ta nuôi dưỡng cho em bé thì chúng ta sẽ phải có cái chúng ta sẽ phải biết được cái nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh là em bé đấy có nhu cầu như thế nào, đúng không ạ? Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ thì chúng ta sẽ phải đánh giá được xem là năng lượng em bé cần vào là bao nhiêu, rồi nhu cầu về chất đạm, chất đường, chất béo và các cái vitamin và khoáng chất cho trẻ thì nó là cần là bao nhiêu. Như vậy với trẻ sơ sinh ấy, thì cái nhu cầu năng lượng tối thiểu cho trẻ nó là khoảng từ 50 cho đến 60 kcal trên kg cân nặng trên 1 giờ. Và cái năng lượng tối thiểu này nó phụ thuộc vào rất nhiều vào cái tình trạng sức khỏe của em bé. Ví dụ như nếu như với một em bé mà nó bị suy hô hấp, một em bé non tháng có suy hô hấp mà chúng ta sẽ cho em bé nó thở máy hoàn toàn mà và trong những ngày đầu thôi thì chúng ta sẽ chỉ cần duy trì cái năng lượng tối thiểu, bởi vì trong những ngày đầu là những cái ngày mà em bé nó chưa cần phải chúng ta chỉ cần đảm bảo là em bé không bị sụt cân thôi, do đó thì chúng ta chưa cần yêu cầu em bé nó phải tăng cân gì hết cả. Thì cái nhu cầu năng lượng tối em bé nó chỉ cần đạt được cái nhu cầu năng lượng tối thiểu thôi. Nhưng nếu như mà em bé sơ sinh non tháng mà nó đã 2 3 tuần sau khi sinh rồi, nhưng em bé đã sinh được 2 3 tuần rồi, đấy là cái giai đoạn mà em bé đã hết cái giai đoạn bị sụt cân sau sinh, nó phải có tăng trưởng, nó phải có tăng trưởng đuổi kịp rồi, thì khi đấy nó phải có tăng tăng trưởng đuổi kịp thì khi đấy chúng ta sẽ phải khi đấy chúng ta sẽ phải có cái năng lượng cho em bé, chúng cung cấp thêm năng lượng cho em bé để cho em bé nó tăng cân được. Thì cái việc mà nhu cầu năng lượng này chúng ta sẽ phải để chúng ta đánh giá được chính xác cái nhu cầu năng lượng cụ thể của em bé nó cần năng lượng như thế nào thì nó phụ thuộc vào việc là em bé được bao nhiêu ngày giờ tuổi này, em bé non tháng bao nhiêu này, cân nặng của em bé sau khi sinh cân nặng khi sinh của em bé nó thuộc là ngưỡng là cân nặng bình thường hay là nhẹ cân sau tuổi thai hay là nặng cân hơn sau tuổi thai, và các cái tình trạng bệnh lý khác kèm theo của em bé để chúng ta đánh giá lượng được cái năng lượng cần thiết để cung cấp vào cho em bé. Và theo nghiên cứu của người ta thấy rằng là cứ để tăng 15 gram trong vòng 24 giờ thì chúng ta cần phải cung cấp thêm cho em bé khoảng 45 cho đến 50 kcal trên 1 giờ. Và cái năng lượng này sẽ được lấy chủ yếu từ các cái nguyên tố đa lượng, đó là đường này, lipid và protein. Đấy là những cái năng lượng cung cấp chính, những cái mà để sinh ra năng lượng để cung cấp vào cho em bé. Và như chúng ta biết được là cái một cứ 1 gram đường và 1 gram protein đốt cháy thì sẽ cho 4 kcal, đúng không ạ? 1 gram lipid thì đốt cháy sẽ cung cấp cho chúng ta đó là 9 kcal. Như vậy thì chúng ta sẽ tính xem là em bé chúng ta sẽ đưa vào năng lượng cho em bé bao nhiêu, dựa vào bao nhiêu đường, bao nhiêu lipid, bao nhiêu protein, bao nhiêu qua sữa. Để chúng ta thì
là chúng ta sẽ tính cái tổng năng lượng chúng ta đưa vào cho em bé để xem là cái năng lượng, nhu cầu năng lượng đấy của chúng ta đã cung cấp được đầy đủ cho em bé phụ thuộc theo cái tình trạng sức khỏe của em bé hay chưa. Đó. Thế thì với một em bé sơ sinh đủ tháng, trong vòng ở vào cái tuần đầu tiên thì cái năng lượng mà chúng ta cần cung cấp cho em bé nó là khoảng từ 100 cho đến 110 kcal trên kg cân nặng. Và cái năng lượng này được vào là chia theo đường đạm và lipid, cái chỗ này là lipid đó. Thế thì là chúng ta sẽ chia cái năng lượng đấy của chúng ta sẽ được tính theo protein, đường và lipid, và cái năng lượng đấy chủ yếu chúng ta sẽ đưa vào cho em bé bằng cái qua dịch truyền hoặc là cái sữa đưa vào cho em bé, thì chúng ta sẽ phải tính cái tổng lượng chúng ta đưa vào cho em bé nó là bao nhiêu. Thì với trẻ đủ tháng thì chúng ta cần cung cấp năng lượng tối thiểu là từ 100 đến 110 kcal trên kg cân nặng. Còn với một em bé sơ sinh đẻ non thì trong vào khi mà em bé đạt được là cái 7 ngày tuổi ạ, thì cái nhu cầu năng lượng của chúng ta sẽ phải cao hơn so với trẻ sơ sinh đủ tháng. Và kể cả cái năng lượng mà được chia ra các cái thành phần của nó thì cũng đều phải cao hơn, và kể cả cái dịch lượng mà chúng ta cần đưa vào cho em bé vào cuối cái tuần thứ nhất của em bé nó sẽ, thì chúng ta có thể cung cấp được cái đủ cái năng lượng được đưa vào cho trẻ. Đó, vậy thì với những cái là với cái như chúng ta sẽ tính chung cái nhu cầu năng lượng của trẻ như vậy, và nhu cầu năng lượng của chúng ta sẽ được chia ra làm các thành phần được cung cấp bởi các cái nguyên tố đa lượng, đúng không ạ? Nguyên tố đa lượng thì nó có là đạm, đường và lipid. Thế thì nhu cầu đạm của em bé sơ sinh, nhu cầu lý thuyết của em bé sơ sinh đó là chúng ta sẽ cần khoảng 4 gram trên kem trên một ngày đó. Và cái nhu cầu này thì chúng ta sẽ thay đổi, cái nhu cầu lý thuyết này chúng ta sẽ thay đổi tùy theo từng tình trạng của em bé, tùy theo cái chức năng thận, chức năng chuyển hóa, cái ure của em bé nó có tốt hay không để chúng ta sẽ điều chỉnh nó. Nhưng mà thông thường chúng ta không đưa quá 4 gram trên kem cân nặng trên một ngày. Vậy làm thế nào để chúng ta đánh giá xem là cái nhu cầu năng lượng, nhu cầu về protein của em bé đã đủ hay chưa? Khi chúng ta đánh giá cái nhu cầu protein của em bé đã đủ hay chưa, dựa vào chúng ta sẽ đánh giá dựa vào cái chỉ số ure ở trong máu. Nếu như ure trong máu của em bé duy trì khoảng từ trên 3 đến 4 mmol trên mmol trên lít, và em bé nó tăng cân được tốt, thì khi đấy chúng ta không cần thiết phải đưa thêm protein vào cho em bé, mà chúng ta sẽ giảm protein đi vì cái ure trong máu của em bé đã bắt đầu cao. Còn nếu như mà em bé tăng cân không tốt thì khi đấy chúng ta sẽ tăng năng lượng bằng cách đó là chúng ta lượng sữa hoặc là tăng đường hoặc là tăng protein vào cho em bé. Còn nếu như mà ure của em bé mà nó dưới 3 mmol trên lít mà em bé tăng cân tốt thì chúng ta không cần thiết phải thay đổi gì hết cả. Nhưng nếu như nó tăng cân không tốt thì khi đấy chúng ta sẽ tăng protein. Vậy thì cái lượng protein mà chúng ta đưa vào cho em bé thì phụ thuộc vào cái tình trạng chuyển hóa ure. Chúng ta sẽ thay đổi dựa vào cái nó đo định lượng cái nồng độ ure trong máu và cái tình trạng xem em bé có tăng cân tốt hay là không tăng cân tốt. Cái nguồn cung cấp năng lượng thứ hai mà nó chiếm phần lớn, nó sẽ cung cấp phần lớn cái năng lượng đưa vào cho em bé đó là cái nguồn cung cấp năng lượng từ lipid. Vậy thì cái nguồn cung cấp năng lượng từ lipid này nó sẽ chiếm khoảng từ 40 đến 60% cái tổng năng lượng cung cấp vào cho trẻ. Và những em bé khi mà chúng ta nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn cho trẻ ấy ạ, thì những em bé đặc biệt là những người trẻ sinh non thì cái năng lượng cái lipid này thì chúng ta sẽ phải cung cấp cả các cái lipid axit béo không no và axit béo no và axit béo không no cho trẻ. Và tổng cái lượng lipid đưa vào cho em bé thì cũng không, thực tế là cũng không quá 4 gram trên kg cân nặng trên trên một ngày. Và hiện do đó thì chúng ta hiện tại thì cái lipid chúng ta vẫn hay sử dụng ở khoa sơ sinh thì có thể là bây giờ có rất là nhiều loại lipid, tuy nhiên là các cái lipid tối ưu nhất dành cho trẻ thì đó là cái là SMOP lipid ạ. Đó. Thì đấy là các cái trong cái SMOP lipid đấy thì sẽ có chứa được các cái axit béo không no, rồi axit béo no, rồi các cái chất béo từ dầu cá, dầu ô liu. Do đó thì nó sẽ cung cấp các cái đủ các cái thành phần axit béo thiết yếu cho trẻ. Và để đánh giá được xem là cái lượng lipid chúng ta đưa vào, lượng lipid chúng ta đưa vào cho em bé thì nó Dạ cô đã ơi ạ. đủ. Dạ, Vâng. dạ Anh nói đi ạ. hình như là chưa thấy slide chạy á cô. Tụi em đang đứng Không, không ở cái cái biểu đồ Phantom á cô.
Ô vậy hả? Thế sao? Dạ. Rồi rồi anh đợi một chút ạ. Thế chắc là nói qua. Rồi các anh chị nhìn thấy slide mới chưa ạ? Chưa Dạ ạ. chưa cơ. Dạ chưa thấy ạ. Chưa. Các chị nhìn slide mới được chưa? Alo ạ? Dạ rồi ạ. Vâng, đây thì chính là cái vừa nãy tôi cho nói về cái slide này đấy ạ. Bắt đầu từ nhu cầu năng lượng này, rồi nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trong trong một tuần đầu sau khi sinh này, nhu cầu về protein và nhu cầu về lipid ạ. Đoạn này anh chị theo dõi được rồi đúng không ạ? Dạ Dạ rồi, thấy rồi cô. Vâng. Thế thì cái phần này thì vừa nãy chắc slide nó không chạy, thì các anh chị có cần phải nói lại các cái những gì mà trong cái slide tôi vừa mới nói không ạ? Dạ không. Dạ vâng. Thế thì chúng ta sẽ vẫn đi tiếp đúng không ạ? Nếu như các anh chị gặp khó khăn gì trong slide nó không chạy hoặc là nó không như lời tôi nói ấy, thì các anh chị nói luôn nhé để chúng ta sẽ thay đổi ạ. Thế thì thông thường chúng ta sẽ vẫn khi mà chúng ta sử dụng lipid để chúng ta nuôi dưỡng tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh, như đặc biệt là trẻ sinh non, đặc biệt là trẻ sinh non thì chúng ta sẽ thông thường chúng ta sẽ không duy trì quá 4 gram trên kg cân nặng trên một ngày, và chúng ta sẽ đánh giá cái lipid này, chúng ta đánh giá cái lipid chúng ta dùng đủ hay chúng ta dùng không đủ dựa vào cái việc là chúng ta sẽ theo dõi các cái chỉ số liên quan đến mỡ máu ở trong cơ thể của trẻ và các chỉ số liên quan đến vàng da ứ mật, ví dụ như là cái bilirubin, theo dõi bilirubin trực tiếp đó. Còn một cái nguồn cung cấp năng lượng cũng tương đối nhiều cho em bé sơ sinh đó là cái đường ạ. Đường thì lượng đường thì là cái nguồn cung cấp năng lượng rất là cần thiết cho trẻ, đặc biệt là trẻ sinh non. Và cái lượng đường đưa vào cho trẻ thì nó cũng phụ thuộc vào cái tổng số năng lượng cần thiết, phụ thuộc vào tổng số năng lượng cần thiết cho trẻ. Và khi mà chúng ta và phụ thuộc vào từng tình trạng bệnh của em bé, nếu như một em bé mà nó có tình trạng tăng đường máu thì chúng ta sẽ phải giảm cái chúng ta sẽ phải thay đổi cái lượng đường của chúng ta đưa vào. Còn nếu như một em bé mà có hạ đường máu thì chúng ta lại phải tăng cái lượng đường lên. Thì cái lượng đường đưa vào này nó sẽ không có một con số cố định giống như là lipid và protein. Tuy nhiên khi mà chúng ta nuôi dưỡng tĩnh mạch và chúng ta có sử dụng đường để đưa vào để nuôi dưỡng cho trẻ thì chúng ta sẽ phải chú ý là cái dịch truyền, cái đường và cái đường truyền vào ạ. Nếu như mà chúng ta sử dụng nồng độ đường mà trên 12,5% thì khi đấy chúng ta sẽ phải nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch trung ương. Còn nếu như mà chúng ta và trong cái lượng đường nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch trung ương như thế thì chúng ta cũng cái nồng độ đường của chúng ta cũng không quá 25% cái nồng độ đường ạ. Đó. Và ở trẻ sinh non thì rất thường có hiện tượng tăng đường máu do cái sự tổng hợp insulin của tụy các thứ nó của em bé và chuyển hóa đường của em bé cũng kém. Do đó thì chúng ta thường cái sử dụng nồng độ cái glucose trong dịch truyền thường thấp hơn so với trẻ sơ sinh đủ tháng. Tuy nhiên là dù chúng ta sử dụng nồng độ đường cao hay nồng độ đường thấp thì muốn muốn theo dõi được là cái đường đấy đã đưa vào cho em bé đã đủ hay chưa, đã đáp ứng được nhu cầu của em bé hay chưa, thì chúng ta sẽ phải đánh giá dựa vào chúng ta làm cái xét nghiệm đường máu của trẻ xem là đường máu của em bé ổn định hay đường máu tăng hay đường máu hạ để chúng ta điều chỉnh cái nồng độ đường đưa vào. Thì đó là các cái nguyên tố về đa lượng để chúng ta đưa vào để trong nuôi dưỡng tĩnh mạch cho trẻ sinh non, nuôi dưỡng tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh. Ngoài các nguyên tố đa lượng thì chúng ta cần phải cung cấp cả các cái điện giải, khoáng chất và các cái nguyên tố vi lượng cung cấp vào cho trẻ nữa. Thế thì với đây là cái biểu đồ để nó cái bạn trong cái bảng này để nói rằng là cái nhu cầu các cái vitamin và khoáng chất cần thiết để chúng ta đưa vào cho trẻ. Thì cái này nó phụ thuộc vào là việc em bé nó đẻ non hay là em bé đủ tháng. Trẻ đẻ non và trẻ đủ tháng thì cái nhu cầu các cái vitamin khoáng chất của em bé nó cũng sẽ khác nhau. Thông thường ở trẻ được đẻ non thì nhu cầu của nó sẽ cao hơn so với trẻ đủ tháng.
Và ngoài ra nó còn phụ thuộc vào em bé nó ăn đường miệng hay là nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn. Nếu như em bé ăn kèm theo cả đường miệng thì nó sẽ khác, và nếu như em bé nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn thì cái nhu cầu năng lượng, là nhu cầu vitamin và khoáng chất của cho trẻ nó cũng sẽ khác. Đó. Thì ngoài ngoài ra thì còn có các cái nhu cầu về vitamin, vitamin để cung cấp cho nuôi, khi mà trẻ cần nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn chúng ta sẽ cần phải cung cấp thêm các vitamin cho trẻ. Còn nếu như mà em bé chỉ cần nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần thôi thì chúng ta sẽ không cần thiết phải bổ sung thêm các cái vitamin. Và một cái phần nữa rất là quan trọng để đánh giá được là cái nuôi dưỡng của chúng ta đã ổn hay chưa, đó là chúng ta sẽ phải biết được cái nhu cầu dịch dịch truyền. Bởi vì là những em bé nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, những em bé cần thiết phải nuôi dưỡng thì là những em bé thường là có tình trạng bệnh lý nặng hoặc em bé chưa thể ăn uống đầy đủ được. Vì vậy mà khi mà chúng ta nuôi dưỡng cho trẻ thì cái thường chúng ta sẽ phải đưa vào những cái dịch truyền cung cấp cho trẻ. Do đó thì chúng ta cần phải biết được là cái dịch truyền vào cho em bé như thế nào là đủ, như thế nào là để tránh cái tình trạng là thừa dịch dẫn đến phù, hoặc là quá suy tim do quá tải dịch, hoặc là tránh tình trạng đó là em bé đưa vào, chúng ta lại đưa vào ít dịch quá dẫn đến là em bé bị mất nước. Thì cái lượng dịch này nó cũng phụ thuộc vào việc là em bé đẻ non hay là em bé, cái lượng dịch mà chúng ta đưa vào như này thì chúng ta cũng phải phụ thuộc vào tình trạng em bé nó là trẻ đẻ non hay là trẻ đủ tháng. Em bé đẻ non trong 3 ngày đầu hay là em bé đẻ non trong 1 tuần đầu hay là sau 1 tuần đầu, hoặc là phụ thuộc vào các tình trạng bệnh lý khác kèm theo của em bé. Những bệnh lý mà làm cho em bé dễ bị mất nước thì chúng ta lại phải tăng lượng dịch lên. Còn những bệnh lý mà em bé nó không, những em bé mà có bệnh lý mà làm cho, mà chúng ta sẽ phải hạn chế dịch, ví dụ như là còn ống động mạch hay là bị loạn sản phế quản phổi, chúng ta phải hạn chế dịch đưa vào cho em bé. Thì chúng ta sẽ phải chúng ta cũng sẽ phải điều chỉnh cái lượng dịch truyền phụ thuộc vào cái tình trạng bệnh lý của trẻ nữa. Thông thường thì xong sau em bé ở ngày thứ 7, ngày 7 ngày tuổi thì với một trẻ đủ tháng thì cần khoảng độ 120 ml trên gram cân nặng. Còn với trẻ đẻ non thì cần phải khoảng 130 đến 150 ml trên gram cân nặng. Thì đấy là nhu cầu dịch một cách bình thường, thông thường cho trẻ. Vậy thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng cho em bé như thế nào? Thì cái chiến lược nuôi dưỡng của chúng ta đó là với tất cả những em bé, nếu như trong điều kiện mà em bé có không có chống chỉ định, không em bé không cần thiết phải bắt buộc nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn bộ, thì chúng ta sẽ thường nuôi dưỡng bằng đường miệng kết hợp với việc là nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Đó. Vậy thì nuôi dưỡng bằng đường miệng thì chúng ta có thể cho em bé ăn qua sông dạ dày, chúng ta có thể cho em bé đổ thìa hoặc là cho em bé bú mẹ. Còn nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch thì chúng ta sẽ được pha các cái chất dinh dưỡng em pha các chất dinh dưỡng mà em bé cần thiết để và chúng ta sẽ truyền vào và bằng đường dịch truyền cho trẻ. Vậy thì khi mà nói đến nuôi dưỡng đường tĩnh mạch thì chúng ta sẽ có hai hai cách nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, đó là nuôi dưỡng đường tĩnh mạch một phần, tức là em bé vẫn có khả năng ăn uống được, em bé vẫn có thể ăn sữa được, và chúng ta sẽ duy trì cái lượng lượng dịch truyền vào cho trẻ chỉ để bổ sung thêm, cung cấp thêm dịch cho em bé, cung cấp thêm dịch và năng lượng cho trẻ trong lúc chờ đợi cái em bé ăn uống được đầy đủ thôi. Còn cái nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn bộ tức là em bé không ăn uống được và chúng ta sẽ phải cung cấp toàn bộ những năng lượng và dịch truyền cho em bé bằng qua cái đường truyền qua qua cái đường truyền tĩnh mạch. Như vậy thì chúng ta biết là chúng ta sẽ hiểu rằng là nuôi dưỡng tĩnh mạch cho trẻ thì cũng sẽ có hai phần, đó là nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn bộ và nuôi tĩnh mạch một phần. Thế thì chỉ định của nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần là như thế nào, là khi em bé ăn được, em bé không có chống chỉ định của cái dinh dưỡng đường tiêu hóa, em bé vẫn ăn được nhưng mà em bé nó không ăn được đầy đủ cái nhu cầu năng lượng cần thiết cho trẻ thì chúng ta sẽ bổ sung thêm cái năng lượng cho em bé bằng dịch truyền. Vậy thì với những em bé non dưới 2 cân mà không nhận đủ 40 kcal trên kem cân nặng trên 24 giờ bằng đường miệng trong 3 ngày đầu thì những em bé đấy là những em bé mà chúng ta sẽ cần phải bổ sung thêm chúng ta sẽ cần phải bổ sung thêm cái dịch truyền cho trẻ. Hoặc là những em bé sơ sinh đủ tháng nhưng cũng không nhận đủ cái lượng lượng dịch ăn hoặc những lượng năng lượng cần thiết trong vòng 3 ngày đầu. Đó. Thế thì thông thường với những em nuôi dưỡng đường tĩnh mạch một phần nhá thì chúng ta thường nó là cái đường truyền, chúng ta thường sẽ chỉ cần phải truyền bằng đường tĩnh mạch ngoại biên thôi.
chứ không không nhất thiết là chúng ta sẽ phải lấy cái đường tĩnh mạch trung ương. Và chúng ta chú ý rằng là khi mà chúng ta nuôi dưỡng đường tĩnh mạch ấy, thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng đường tĩnh mạch thì chúng ta vẫn các cái nhu cầu năng lượng cần thiết cho em bé như là đạm, đường, lipid chúng ta vẫn phải cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên là với những em bé mà nuôi dưỡng đường tĩnh mạch một phần ấy, thì chúng ta sẽ chỉ nuôi dưỡng bổ sung thêm lipid cho em bé khi mà em bé cho tới khi em bé đã ăn được khoảng độ 60 ml sữa trên kem cân nặng trên 24 giờ là chúng ta có thể ngừng được lipid, và chúng ta sẽ ngừng truyền dịch cho đến khi mà em bé nó ăn lúa, em bé cung cấp, em bé nhận được đầy đủ kilocalo, nhận đầy được đầy đủ năng lượng cần thiết cho trẻ mà không cần thiết duy trì đường tĩnh mạch nữa thì chúng ta sẽ ngừng. Thành phần của dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch một phần thì chúng ta sẽ không cần thiết, bởi vì em bé nó vẫn ăn được qua sữa, do đó chúng ta không cần thiết phải bổ sung thêm các cái vitamin, không cần thiết phải bổ sung thêm phosphor, vitamin và các yếu tố vi lượng, cũng không cần thiết phải cho canxi hàng ngày. Đấy, chúng ta sẽ chỉ cho canxi vào cho em bé. Điện giải thì chúng ta vẫn phải cần cung cấp, bởi vì là em bé nó vẫn cần phải cung cấp đầy đủ các cái điện giải. Tuy nhiên là các cái vitamin và khoáng chất, vì chúng ta xác định là những em bé cần nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần, và những em bé đấy là cái gian cần nuôi dưỡng tĩnh mạch của em bé nó rất là ngắn, và em bé đã được cung cấp một phần các cái vitamin và khoáng chất trong sữa rồi, do đó chúng ta không nhất thiết và chúng ta phải phải bổ sung đầy đủ các cái chất khoáng, hoặc là không cần thiết phải bổ sung đầy đủ các cái vitamin và khoáng chất cho trẻ. Đó. Còn cái thứ hai, cái nuôi dưỡng có một phần nữa của nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, đó là nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn. Thì em bé nó sẽ thì em bé cái những em bé mà chúng ta thấy rằng em bé không em bé những em bé mà có chống chỉ định của nuôi dưỡng đường miệng, tức là những em bé mà chống chỉ định của nuôi ăn đường tiêu hóa, thì những em bé đấy là những em bé sẽ phải có chỉ định nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn, hoặc là những em bé mà chúng ta thấy là em bé không có khả năng ăn uống được thì chúng ta cũng sẽ phải có chỉ định nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn. Vì vậy mà những em bé mà cần phải thiết phải nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn là những em bé cực non, không thể ăn uống được, không thể ăn uống đầy đủ trong vòng 3 ngày đầu, hoặc là những em bé có bệnh lý của đường tiêu hóa, ví dụ như là các cái tình trạng bệnh lý bụng, dị tật đường tiêu hóa bẩm sinh, dị tật đường tiêu hóa bẩm sinh, hoặc là sau các cái phẫu thuật, sau các phẫu thuật của đường tiêu hóa. Thế thì thông thường em bé mà nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn thì chúng ta có thể truyền đường tĩnh mạch ngoại biên hoặc truyền đường tĩnh mạch trung ương, nhưng thông thường với những em bé mà phải nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn thì thường là chúng ta sẽ phải nuôi dưỡng bằng cái đường đường tĩnh mạch trung ương, vì khi đấy chúng ta mới đảm bảo được cái nồng độ đường cần thiết và các cái bổ sung thêm đầy đủ các cái vitamin và khoáng chất cho trẻ. Thế thì cái nhu cầu về nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn này thì chúng nó chỉ khác là em bé chúng ta sẽ không em bé ăn sữa. Đấy. Thì cái về các cái năng các nhu cầu về năng lượng này, nhu cầu về các cái chất, nguyên tố đa lượng cũng như là các cái nguyên tố vi lượng thì giống như trong cái nhu cầu bảng nhu cầu cần thiết trong một ngày của em bé mà tôi đã trình bày cho các bạn ở các slide trước. Chỉ có điều là chúng ta sẽ chú ý là những cái chúng ta sẽ chú ý là với những em bé đẻ non hoặc là những em bé sơ sinh trong vòng 2 ngày, trong vòng 8 giờ đầu sau khi sinh ấy, thì chúng ta sẽ không khi mà chúng ta nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn thì chúng ta sẽ không cho điện giải, và chúng ta sẽ chỉ cho điện giải sau 48 giờ thôi, bởi vì nếu như em bé hoặc là sẽ cho khi mà em bé bắt đầu đi tiểu được, bởi vì nếu như em bé chưa đi tiểu được thì nó sẽ không đào thải được các cái không đào thải được các cái kali và natri dư thừa, sau đó thì khi mà chúng ta lại đưa thêm vào cho em bé thì nó rất dễ là gây ra các rối loạn điện giải, gây ra các rối loạn điện giải cho trẻ. Và khi mà chúng ta nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn thì chúng ta sẽ phải cung cấp đầy đủ các cái, nó sẽ khác nuôi dưỡng đường tĩnh mạch một phần, đó là chúng ta sẽ phải cung cấp đầy đủ các cái yếu tố mà em bé cần thiết, bao gồm là nguyên tố đa lượng, nguyên tố vi lượng cũng như là các cái khoáng chất cho trẻ.
Thế thì khi mà chúng ta nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn, chúng ta sẽ phải chú ý là canxi và phốt pho hữu cơ thì có thể gây ra canxi và phốt pho hữu cơ thì có thể trộn lẫn trong cùng một dung dịch là vì nó không gây kết tủa. Và thông thường chúng khi mà nuôi dưỡng đường tĩnh mạch ấy, thì chúng ta hay sử dụng là cái canxi gluconat thì nó sẽ ít gây kết tủa, còn canxi clorua thì nó rất dễ gây kết tủa với các cái chất khác. Sau đó thì chúng ta sẽ không không sử dụng canxi clorua để trong các cái dịch truyền để nuôi dưỡng, và chúng ta sẽ không mà không chúng ta sẽ chú ý là chúng ta sẽ không trộn lipid vào cùng với các cái dịch truyền khác. Lipid nó sẽ phải được truyền một cái bằng một cái xi lanh riêng vào một cái đường truyền, dùng một đường truyền riêng. Còn nếu như mà chúng ta chung một cái đường truyền KT tĩnh mạch rốn hoặc là chung một cái đường đường lai thì cái chúng ta sẽ phải có một cái chạc ba để truyền lipid vào một cái đường, để cho lipid vào một cái đường riêng. Đó. Còn các vitamin và các yếu tố vi lượng thì chúng ta hoàn toàn có thể pha các vitamin tan trong nước thì chúng ta hoàn toàn có thể pha được vào trong các cái dịch truyền để chúng ta truyền cho em bé. Vậy thì khi mà chúng ta nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch cho trẻ thì chúng ta sẽ phải theo dõi những cái gì? Thì trong các cái slide đầu tôi cũng đã có nói sơ bộ về cái vấn đề mà khi chúng ta nuôi dưỡng cho em bé, tức là chúng ta muốn đánh giá được là xem cái năng lượng mà chúng ta cung cấp cho em bé đã đủ cho em bé hay chưa, thì chúng ta sẽ phải theo dõi cân nặng của trẻ hàng ngày, đúng không ạ? Đặc biệt là cái theo dõi cân nặng này thì nó ngoài việc là giúp chúng ta đánh giá là em bé nó có chúng ta chiến lược nuôi dưỡng của chúng ta nó đã tốt hay chưa, thì nó còn giúp chúng ta đánh giá xem là về cái tình trạng đánh giá xem là cái tình trạng cân bằng nước điện giải của trẻ nó như thế nào. Bởi vì nếu như một em bé mà nó bị phù rất là nhiều, đúng không ạ, chứng tỏ là chúng ta phải xem lại cái dịch truyền của chúng ta, xem nó có bị dư quá nhiều hay không. Còn nếu như mà em bé nó bị, chúng ta lại thấy là em bé có dấu hiệu da khô mà mất nước, và em bé lại bị sụt cân rất là nhiều, thì chứng tỏ là cái lượng dịch chúng ta đưa vào cho em bé nó chưa bù đủ được cái chưa bù đủ được những cái mà cái dịch mà em bé nó mất đi, thì chúng ta lại phải thêm vào. Thì cái việc mà chúng ta theo dõi cân nặng là chúng ta sẽ phải cân hàng ngày cho em bé, và đặc biệt là chúng ta khi mà chúng ta cân thì chúng ta cũng sẽ phải chấm trên cái biểu đồ tăng trưởng để xem là cái cân nặng của em bé nó có tương xứng với cái tuần thai của trẻ hay không. Đấy là cái theo dõi thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng sẽ phải đánh giá về mặt lâm sàng để xem em bé có các cái dấu hiệu mất nước của em bé nó có hay không, như là da khô, mắc chũng, thóc chũng, trồng khớp sọ. Đó, để chúng ta đánh giá xem là cái lượng dịch chúng ta đưa vào cho em bé đã đủ hay chưa, hoặc là chúng ta sẽ phải đánh giá lâm sàng xem em bé có dấu hiệu của phù hay không. Bởi vì nếu như một em bé nó có phù thì chứng tỏ là cái lượng dịch mà chúng ta đưa vào đang vượt quá cái lượng dịch mà em bé nó cần thiết, nó cần phải nhận được, hoặc là vượt quá cái khả năng đào thải của thận của em bé, thì chúng ta sẽ phải thay đổi. Và một cái nữa cũng rất là quan trọng đó là chúng ta sẽ phải theo dõi cái cân bằng nước điện giải của em bé. Theo dõi cân bằng nước của em bé thì chỉ bằng cách đó là chúng ta sẽ phải tính cái lượng dịch vào và dịch ra cho trẻ, đúng không ạ? Dịch vào là chúng ta sẽ tính tổng tất cả những cái lượng dịch mà chúng ta đưa vào, bao gồm cả sữa, cả dịch truyền, cả cả dịch thuốc, dịch vận mạch. Tất cả mọi thứ chúng ta đưa vào cho em bé thì chúng ta đều phải tính. Và cái lượng dịch ra thì có một cái lượng dịch ra rất là quan trọng chúng ta có thể sẽ đánh giá được, đó là cái chúng ta sẽ phải cân bỉm của em bé hàng ngày để chúng ta theo dõi cái lượng nước tiểu cho trẻ. Tuy nhiên ở một trẻ đặc ở những trẻ sinh non, đặc biệt là trẻ sinh non, trẻ cực nhẹ cân, thì có một một cái vấn đề nó rất là đáng lo ngại, đó là em bé sinh non, những em bé cực nhẹ cân ấy, thì em bé sẽ bị mất nước qua da, mất nước vô hình rất là nhiều. Do đó thì chúng ta sẽ những cái mất nước vô hình đấy chúng ta không thể cân đong đo đếm được. Vì vậy mà chúng ta sẽ phải theo dõi cái cân nặng của em bé để chúng ta gián tiếp chúng ta đánh giá được xem là em bé đấy có bị mất nước quá nhiều, có bị mất nước vô hình quá nhiều hay không, để chúng ta bù thêm vào cho trẻ. Đó là theo chúng ta theo dõi về mặt lâm sàng. Ngoài ra thì về mặt cận lâm sàng, về mặt cận lâm sàng thì chúng ta sẽ đánh giá hàng ngày chúng ta sẽ phải đánh giá, chúng ta phải làm các điện giải đồ đường máu và canxi trong máu để đánh giá xem là cái cân bằng nước điện, chúng ta sử dụng điện giải đồ để chúng ta đánh giá xem cân bằng nước điện giải của em bé nó như thế nào. Đặc biệt là chúng ta sẽ đánh giá các chỉ số natri ở trong máu. Nếu như một em bé mà chúng ta thấy là natri của em bé nó hạ mà em bé lại bị phù, chứng tỏ là chúng ta đưa lượng dịch vào cho em bé vào quá nhiều. Hoặc còn nếu như một em bé mà chúng ta thấy là lâm sàng em bé có triệu chứng của mất nước, da khô, thóc chũng, trồng khớp sọ,
và chúng ta làm xét nghiệm điện giải đồ lại, chúng ta lại thấy rằng là cái natri trong máu của em bé nó có xu hướng nó tăng cao, thì như vậy là chúng ta thấy là chúng ta sẽ, và những em bé đấy là những em bé mà chúng ta thấy là chúng ta cần phải thêm dịch truyền cho trẻ, cung cấp thêm dịch cho trẻ. Đó, đường máu cũng tương tự như vậy, để chúng ta đánh giá xem là em bé đấy cái khả năng dung nạp đường, chuyển hóa đường của em bé như nào. Nếu như đường máu của em bé nó thấp thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái dịch truyền có nồng độ đường cao hơn, tốc độ truyền đường lớn hơn. Còn nếu như nồng độ đường của em bé nó cao mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đưa vào quá nhiều dịch thì chúng ta sẽ giảm bớt dịch. Còn nếu như chúng ta chỉ đưa vào vừa đủ dịch thôi mà đường máu em bé nó vẫn bị cao thì khi đấy chúng ta sẽ phải sử dụng insulin. Dịch truyền trẻ chúng ta không giảm cái dịch truyền trẻ, bởi vì giảm dịch truyền nó sẽ tương tự, nó sẽ làm cho em bé nó giảm mất cái năng lượng đưa vào cho trẻ. Vì vậy trong trường hợp mà glucose trong máu nó cao thì nếu như cao quá chúng ta sẽ phải sử dụng insulin để chúng ta điều chỉnh cái glucose đấy. Và chúng ta cũng ngoài theo dõi, khi mà chúng ta nuôi dưỡng đường tĩnh mạch cho trẻ thì cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải theo dõi điện giải và đường. Còn các cái xét nghiệm khác như là khí máu này, hay là tỷ trọng nước tiểu, hay là albumin máu, protein máu, thì cái này nó cũng không phải là cái quá quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta nuôi dưỡng cho em bé bằng chúng ta muốn đánh giá là cân bằng ure trong máu thì chúng ta phải làm các cái ure creatinine, đúng không ạ? Đó. Và một cái phần nữa rất là quan trọng đó là với, đặc biệt là với những em bé mà chúng ta thấy là em bé có phẫu thuật về ngoại khoa, phẫu thuật về đường tiêu, phẫu thuật ngoại, can thiệp ngoại khoa của đường tiêu hóa, chúng ta phải nuôi dưỡng đường tĩnh mạch kéo dài, thì chúng ta sẽ phải làm cái xét nghiệm để đánh xem hậu quả của nuôi dưỡng đường tĩnh mạch kéo dài nó là vàng da ứ mật, em bé có bị hay không, dựa vào chúng ta đánh giá là cái bilirubin toàn phần bin trực tiếp, chúng ta đánh giá chỉ số phốt phát ta da kiềm hoặc men gan đấy, thì để chúng ta đánh giá được xem là em bé cần phải nuôi dưỡng tĩnh mạch kéo dài thì nó có ảnh hưởng gì đến chức năng gan của trẻ hay không. Nếu như nuôi dưỡng tĩnh mạch kéo dài mà ảnh hưởng đến chức năng gan thì khi đấy chúng ta sẽ phải điều chỉnh sử dụng các loại lipid mà phù hợp cho những em bé mà có cái bệnh lý về gan mật. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta nuôi dưỡng đường tĩnh mạch cho em bé thì chúng ta sẽ phải chú ý là nó có thể gây ra các cái biến chứng, gây ra các cái biến chứng cho trẻ, đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ phải, khi mà chúng ta theo dõi thì chúng ta cũng phải theo dõi các cái xem em bé đấy có các cái biểu hiện của biến chứng liên quan đến nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hay không. Các cái biến chứng thường gặp nhất đó là biến chứng liên quan đến nhiễm khuẩn các cái vị trí, nhiễm khuẩn liên quan đến cai tê te, nhiễm khuẩn cái vị trí tiêm truyền, đúng không ạ? Hoặc là cái thoát mạch. Thoát mạch thì nếu như chúng ta truyền cate rốn thì chúng ta có thể thoát mạch vào gan, thoát mạch vào cái ổ bụng. Còn nếu như chúng ta truyền cate ngoại vi thì nó có thể thoát mạch ra cái tổ chức dưới da ở bên ngoài. Vì vậy mà chúng ta khi mà chúng ta tiêm truyền cho em bé thì chúng ta sẽ phải chú ý cái vấn đề liên quan đến thoát mạch đấy. Cái tiếp theo, các cái biến chứng tiếp theo có thể gặp đó là các cái biến chứng liên quan đến rối loạn đường máu, rối loạn điện giải, hoặc là những trường hợp mà tắc mạch liên quan đến việc khi mà chúng ta truyền dịch có truyền các cái đường truyền của chúng ta có chứa khí hoặc chứa cục máu đông, nó có thể làm cho em bé nó bị tắc mạch, thì chúng ta sẽ phải chú ý các cái biến chứng đó. Và đặc biệt là các biến chứng liên quan đến, đặc biệt ở những em bé vàng da cần phải nuôi dưỡng tĩnh mạch kéo dài, thì em bé nó có thể bị vàng da liên quan đến nuôi dưỡng tĩnh mạch kéo dài, thì thường nó là vàng da ứ mật. Vậy chúng ta sẽ phải theo dõi trên lâm sàng, quan sát khám, đánh giá màu sắc da của em bé, đánh giá phân và nước tiểu, đồng thời là chúng ta sẽ phải làm các cái xét nghiệm bilirubin và các men gan để đánh giá xem là em bé đấy có các dấu hiệu của có cái biến chứng vàng da ứ mật liên quan đến nuôi dưỡng tĩnh mạch kéo dài hay không. Thì đó là toàn bộ cái nội dung của cái bài nuôi dưỡng đường tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh ngày hôm nay. Tuy nhiên trong cái bài này thì nó chủ yếu là tôi trình bày các cái nguyên lý chung, còn cái nguyên lý chung trong cái nuôi dưỡng đường tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh thôi. Còn cái việc nuôi dưỡng cho em bé thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều vào các cái tình trạng lâm sàng của trẻ, các cái bệnh lý đi kèm em bé nó có, để chúng ta sẽ phải điều chỉnh nó, chứ không chúng ta sẽ không có một bất kỳ một cái khuôn mẫu nào là cứ em bé sơ sinh là chúng ta sẽ phải nuôi dưỡng như vậy, thì không có các cái khuôn mẫu nào để nuôi dưỡng cho một em bé sơ sinh cả. Cái bài này nó chỉ là cái nguyên tắc chung nhất trong cái nuôi dưỡng tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh thôi. Thì đó là cái toàn bộ cái nội dung của cái bài đầu tiên, đó là bài nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh. Thì các anh chị có câu hỏi gì trong cái bài này hay không ạ? Dạ, cho em hỏi cái nãy cô nói là thời điểm mà dừng nuôi ăn tĩnh mạch là khi trẻ hấp thu sữa được 60 ml ký một ngày. Đúng rồi, theo cái khuyến, với những trường hợp mà em bé nó chỉ cần nuôi dưỡng đường tĩnh mạch mà một phần thôi ạ,
thì đặc biệt là những trẻ đủ tháng ấy, thì chúng ta không cần thiết mà chúng ta phải đợi đến 100 ml trên kiêm cân nặng chúng ta mới dừng sữa. Còn với những mới dừng dịch, còn với những trường hợp mà em bé đẻ non ấy, thì theo khuyến cáo là chúng ta sẽ dừng lipid khi mà chúng ta ăn em bé ăn được khoảng độ tối thiểu là 100 ml trên sữa trên kiêm cân nặng, và chúng ta sẽ dừng dịch truyền khi mà em bé nó ăn được tối thiểu là 120 ml sữa trên kiêm cân nặng ạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ vâng ạ. Dạ cô cho em hỏi cái chỗ mà mình nuôi ăn tĩnh mạch một phần đó cô, Dạ vâng ạ. là lý do sao mà mình chỉ bổ sung canxi trong một số trường hợp như là bệnh nhi bị thiếu oxy, siêu hấp hay là mẹ bị đái tháo đường? Mà bởi vì là những cái trường hợp đấy là những trường hợp mà em bé nó sẽ có nguy cơ nó giảm canxi rất là nhiều, thì anh chị có thể sẽ cân nhắc bổ sung thêm canxi vào cho trẻ. Còn do bởi vì là chúng ta chỉ nuôi dưỡng đường tĩnh mạch một phần thôi, bởi hậu còn một phần còn lại là em bé sẽ được cung cấp từ sữa, thì trong cái sữa đấy của chúng ta cũng sẽ có canxi, có vitamin D, rồi có các yếu tố khác. Do đó thì khi mà chúng ta nuôi dưỡng đường tĩnh mạch một phần thì chúng ta không cần thiết phải phải bổ sung thêm canxi cho trẻ, vì chúng ta xác định là em bé nó chỉ cần nuôi dưỡng ngắn ngày thôi ạ. Dạ. Yeah. Em tính hỏi ha, cái cơ chế đó cô, cái cơ chế sao mà siêu hấp lại có nguy cơ hạ canxi hay là mẹ đái Không, tháo cái đường suy lại được? hấp không có không phải là suy hấp mà nó có nguy cơ hạ canxi đâu, mà là những trong trường hợp em bé nó bị đẻ ngạt này, hay là những em bé có cái tình trạng bệnh lý nặng ấy, mẹ cái cơ chế mà mẹ bị đái tháo đường mà gây hạ canxi thì em cũng chưa tìm hiểu được là tại sao mà mẹ bị đái tháo đường dễ gây hạ canxi, thì cái này tôi sẽ tìm hiểu sau và trả lời giải đáp sau cho các anh chị. Còn với những trường hợp mà em bé nó bị suy bị ngạt hay là đấy, thì nó sẽ những em bé bị ngạt thì thường nó rất hay hạ canxi. Sau đó thì chúng ta sẽ bổ sung thêm canxi vào cho em bé thôi ạ. Vâng. Dạ, em cảm ơn cô. Vâng ạ. Các anh chị còn câu hỏi nào về bài này nữa không ạ? Nếu các anh chị vì chắc là chỉ còn khoảng độ 5-10 phút gì nữa cái link Meet này nó sẽ bị kết thúc á. Do đó thì nếu anh chị không còn câu hỏi gì nữa thì tôi sẽ kết thúc cái phần giảng của bài này ở đây, và chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng độ 5-10 phút gì đấy, sau chúng ta sẽ bắt đầu cái bài bài tiếp theo, nó là bài chăm sóc trẻ sinh non nhẹ cân ạ. Anh chị còn câu hỏi nào khác không ạ? Dạ không ạ. Dạ vâng ạ, thế thì chúng ta sẽ kết thúc cái link này. Lát nữa thì chúng ta chắc là vẫn vào được link này bình thường, hay là mình phải làm một cái link mới nhỉ? Có khi tôi sẽ tạo một cái link mới và tôi sẽ gửi cho nhóm trưởng nhé. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Xin chào các anh chị ạ.